Tối ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ cô gái bị sát hại trong cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, tại cửa hàng quần áo Wubin, địa chỉ số 276 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, xảy ra án mạng. Nạn nhân là nữ, sinh năm 1996, ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên. Nhân viên cửa hàng đang tạm trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên, đã có vợ và hai con đang sống tại Thái Nguyên. Theo lời khai của các nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp nạn nhân tại cửa hàng vào các buổi trưa, chưa rõ mối quan hệ cụ thể. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiệp đến cửa hàng gặp nạn nhân nói chuyện, sau đó cả hai cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng, làm chị này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp điều khiển ô tô taxi hãng Mai Linh màu xanh, biển kiểm soát 99E00259 bỏ trốn. Các lực lượng chức năng sau đó tìm thấy chiếc ô tô có đặc điểm như trên đổ trên cầu Thanh Trì, địa bàn thành phố Hà Nội, thu giữ trên xe một điện thoại di động, một ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp. Theo các nhân chứng, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày xảy ra vụ việc. Một nam thanh niên lái chiếc ô tô trên đổ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy xuống sông Hồng.